Hi, xin mến chào các bạn. Video clip này Đức Hà sẽ giới thiệu với các bạn hai món phụ kiện dành cho cái DJI Osmo Marble. Đó là cái phụ kiện Attention Card và cái chai pad. Thì hai cái phụ kiện này mình mua cùng hãng DJI. Cá nhân mình thích mua cùng hãng cho nó đồng bộ và đẹp. Thì nếu các bạn thấy không cần thiết thì các bạn có thể mua ở các hãng khác trên mạng để tiết kiệm chi phí. Thì cái giá nó của các hãng khác thì nó tầm khoảng 230 đồng gì đó, còn cái hai cái phụ kiện của DJI thì giá nó hơi cao một chút. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp để xem nó như thế nào. Thì đầu tiên mình mở cái Attention Guard này trước. Thì phía trên này nó có một cái chỗ quặn để gắn vào cái DJI Osmo Marble. Ở đây nó có một cái pad để mà mở cái này ra. Nên mình có điều chỉnh cái góc của nó tùy theo góc độ mà bạn cần chụp hoặc quay phim gì đó. Ở đây nó có một cái chỗ để mà gắn cái điện thoại vào. Khi mà bạn kết nối với một cái thiết bị nào đó thì thiết bị đó sẽ kết nối với điện thoại. Thì các bạn phải mua thêm một cái bát ở đây để gắn điện thoại vào đây. Ở dưới này nó có một cái lỗ để mà gắn cái chai pad. Ở đây nó có một cái dây để đeo vào tay của chúng ta, nó không có bị gớt giống như vậy. Thì các bạn muốn mở cái thiết bị này ra thì xoay một cái như vậy. Các bạn kéo nó ra, bạn kéo tới đâu thì bạn hai nấc thì bạn xoay nó lại. Đấy, nó đứng yên vậy. Ví dụ bạn muốn kéo dài hơn nữa thì các bạn có thể xoay nó ra nữa. Đây các bạn xem. Nó dài như thế này. Các phụ kiện thứ hai là cái chai pad. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đây là nhân vật chính của chúng ta, cái DJI chai pad. Mình mở nó ra như thế này. Ở phía trên này nó có một cái chỗ đi quặn cái attention card vào đây. Đây nó có một cái phá. Khi bắt các bạn phá lại thì mình không thể dặn mở ra được. Cái này được làm bằng nhôm, cầm nó rất là mát tay. Các bạn có thể mở rộng nó ra như thế này. Ba chân. Và như thế này. Tùy theo góc độ các bạn điều chỉnh. Đây để mình gắn cái attention guard vào cho các bạn xem. Đấy. Như thế này. Giờ mình gắn cái DJI Osmo Marble. Để các bạn xem khi mình gắn vào cái Osmo Marble này với cái Attention Guard và cái chai pad vào thì nó sẽ như thế này.
Thì tùy theo các bạn muốn nó cao hay thấp thì các bạn mở cái xây cái này ở đây, bạn kéo lên đấy, rồi xong các bạn khóa lại, xây ngang khóa lại. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Chào các bạn.